Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào chiều tối thứ năm vừa qua, tình cờ mở TV, tôi thấy đài truyền hình trình chiếu một cái bộ phim mang tên là Vạn Lý Trường Thành. Cái bộ phim nói về một đoàn quái thú tấn công con người. Loài quái thú này nó hung dữ, mạnh mẽ và rất đông, lúc nhúc như là bọ, chạy nhanh như còn hơn ngựa, và nó tấn công một cái thành trì, sau đó tấn công cả một cái kinh đô, tưởng chừng muốn xé xác hết tất cả mọi người sống ở đó. Nhưng mà rất may là con người ta đã có kế hoạch đổi rồi tiêu diệt được cái con quái thú đầu đàn. Và thế là cả đoàn quái thú đó giống như là rắn mất đầu rút lui, để lại cái sự bình an cho kinh thành, cho những thành phố ở đó. Thì khi xem cái phim này, tôi liên tưởng đến cái thế giới của chúng ta. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu xuân, cây cối xanh tươi, hoa nở tươi thắm rực rỡ muôn màu, khí hậu dễ chịu. Nhiều nơi trên thế giới cảm nhận được cái mùa xuân rất tươi đẹp bên ngoài cũng như trong tâm hồn của mình. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy có rất nhiều ở trên nơi trên thành ở thế giới này đang ở trong cái thảm cảnh của chiến tranh khủng khiếp, đến mức độ mà Đức Giáo Hoàng phải gọi đó là thế chiến thứ ba bị phân mảnh. Rất đau đớn, rất nhiều nơi đói khát, rồi biến đổi khí hậu, thiên tai ở tại nhiều nước. Và chúng ta thấy rằng là về tình trạng luân lý của thế giới ngày hôm nay xem ra cũng xuống cấp, nhiều gia đình mất gốc tan nát, bạo lực diễn ra cả những nơi xem ra phải là tốt lành, như là học đường, như là tôn giáo. Và nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn của mình cũng thấy nhiều thói hư tật xấu, nhiều tâm tối lắm. Và nếu với cái nhìn đó thì chúng ta thấy cái thế giới hôm nay cũng như là xã hội và cả tâm hồn của mình nó tối tăm, rất đáng bi quan. Nhưng mà rất may là vẫn còn có Thiên Chúa. Và Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tất cả những cái sự dữ ở trên trần gian này. Ngài trao vào tay chúng ta rất nhiều phương tiện để làm cho thế giới này, làm cho xã hội này, để làm cho tâm hồn của mình đẹp lên, sáng lên. Và một trong những phương tiện đó là mùa chay. Chúng ta đã bước vào mùa chay. Và Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy thực hiện cái hành trình của sa mạc để đi đến tự do và bình an. Cái hành trình của sa mạc là gì? Tất nhiên là mình không thể vào trong sa mạc 40 đêm ngày như Chúa Giêsu được. Nhưng chúng ta có thể sống cái tinh thần của sa mạc. Sa mạc là cái nơi thiếu thốn, là cái nơi mà
để chúng ta dừng lại, để chiến đấu và đổi mới đời sống của mình. Đó là bốn điểm mà mình cần nhớ về cái tinh thần của mùa cháy. Trước hết, sa mạc thiếu thốn. Những người Do Thái 40 năm đi trong sa mạc để vào đất Chúa hứa, họ thiếu thốn ngay cả những cái gì rất cần thiết để có thể tồn tại, thiếu nước uống, thiếu đồ ăn. Họ kêu trách ông Mô-xê và ông Mô-xê cầu xin Chúa, Chúa đã ban cho họ nước uống, cho họ manna, cho họ chim cút để có cái mà ăn trong hành trình sa mạc. Cuộc đời của mỗi người chúng ta có khi mình thấy cũng có nhiều cái thiếu thốn lắm. Và thiếu thốn đó chúng ta để chúng ta cảm nhận được cuộc đời của chúng ta nó cũng mang dáng vẻ của sa mạc. Bởi vì nhìn cho kỹ thì bản thân của mỗi người chúng ta là cực kỳ thiếu thốn. Bản chất của mỗi người chúng ta chỉ là hư vô thôi. Hư vô có cái gì đâu. Mọi sự mình có đều là để Chúa ban cho. Cho nên mình phải cậy dựa vào Chúa để mà có thể tồn tại. Và mùa cháy nhắc nhở cái sự thiếu thốn đó để mình bám chặt vào Chúa hơn bao giờ hết trong mùa cháy của hành trình sa mạc thiếu thốn. Thiếu thốn bám lấy Chúa. Và đặc điểm thứ hai của mùa cháy là dừng lại. Trong hành trình sa mạc, những người Do Thái dừng tại núi Sinai để ngắm nhìn quyền năng của Chúa, uy hùng ở trên núi Sinai trong sấm sét, trong khói lửa khiến họ run sợ, nhưng mà cũng thấy được tình thương của Chúa. Chúa ký kết giao ước với họ để họ cảm nhận rằng bây giờ họ là dân thánh thuộc chọn về Chúa, và Chúa là đấng lúc nào cũng bảo vệ họ. Đi vào cái mối tương quan mật thiết, thắm thiết nhất với Chúa. Và rồi dừng lại để nghe được cái nỗi lòng của Chúa. Chúa thương dân Chúa biết là bao nhiêu. Chúa đã thấy cái nỗi đau của dân Chúa, nghe được tiếng kêu than của dân Chúa và đến cứu vớt dân của Chúa. Mùa cháy là mùa chúng ta dừng lại, nghe được cái nỗi lòng của Chúa và mang lấy lỗ tai, mang lấy con mắt của Chúa để thấy được, nghe được nỗi đau của anh em của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu công việc nó khiến mình, kéo mình trôi đi. Mình không nghe được nỗi đau của ngay cả những người gần gũi mình, anh chị em, cha mẹ, vợ chồng. Có những nỗi đau nào, những người xung quanh, rồi bao nhiêu người trên thế giới có những cay đắng khốn khổ nào, mình không nghe thấy. Mùa cháy, mùa dừng lại để nghe thấy, để rồi mang lấy trái tim, ánh mắt của Chúa để cầu xin Chúa cho chúng ta phải biết đáp ứng như thế nào. Đặc tính thứ hai, mùa cháy dừng lại để lắng nghe. Và đặc tính thứ ba của mùa cháy là chiến đấu. 40 năm đi trong sa mạc, dân Do Thái phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù khiến họ khó tiến vào đất Chúa hứa. Rồi chiến đấu với chính những cái khuynh hướng không tốt trong tâm hồn họ. Họ vẫn quyến luyến cái củ hành, củ tỏi của đất Ai Cập để nổi loạn với ông Môi-se. Manna thịt cút chưa đủ, thiếu cái củ hành, củ tỏi trong đất nô lệ Ai Cập. Phản loạn với Chúa, chiến đấu với sự nhát đảm, nhiều khi họ sợ hãi, chiến đấu với sự cứng lòng tin, chai đá ở trong tâm hồn. Để chúng ta cũng phải chiến đấu, mình dừng lại để mình thấy ở nơi bản thân mình có cái gì nó đang bịt mắt mình để mình không thấy Chúa, nó chặn đứng đôi chân của mình để mình không đi vào tương quan thắm thiết với Chúa, để mà phục vụ anh em của mình cho đủ. Chiến đấu với những khuynh hướng xấu, và chiến đấu nó không phải là dễ. Chúa 40 ngày ở trong hoang địa, chiến đấu với 3 cơn cám dỗ. Và bài tin mừng hôm nay thì nói với chúng ta rằng Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giê-xu vào hoang địa, người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Chú cần đến một cái thiên nhiên,
Chúa cần đến các thiên thần hầu hạ người. Thế mùa chay chúng ta cũng cần đến ơn Chúa Thánh Thần, cần đến Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh, các thiên thần nắm tay các đấng đi vào mùa chay cùng với Chúa Giêsu để mà chiến đấu với những điều không tốt trong lòng của mình, gỡ mình khỏi những quyến luyến, những cái ràng buộc khiến mình không thể sống tốt được. Thế khi mình chiến đấu như vậy thì mình đổi mới được đời sống của mình. Và khi mình đổi mới con người của mình thì mình cũng góp phần đổi mới một cái thế giới mà xem ra có nhiều tăm tối hôm nay. Thế xin Chúa cho chúng ta sống cái tinh thần mùa chay đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng con thấy thực sự chúng con cực kỳ thiếu thốn, để chúng con mùa chay này bám chặt vào Chúa, chúng con dừng lại nghe được nỗi lòng của Chúa, nỗi lòng của anh em chúng con, để chúng con chiến đấu vượt thoát những gì đang ràng buộc chúng con, khiến chúng con không có thể gắn bó được, biến đổi lên tốt lành, thánh thiện trong Chúa, để chúng con góp phần làm cho thế giới hôm nay được đẹp hơn, tươi sáng hơn.